cosa beu mata wea nega antara ya piwina santu ase sato sambute na wutara sate atha jata li sa saha sa ke wi sati sata saha sa ni na ma mi sira sa ahang te sang tham man cha sang khan cha adare Na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hàn tòa sa bê u ba ta quê an e ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sa bê bu ra ti ma ya di sa ya sa ta a quê ra su ki hôn du sa bê bu ra ti ma ya nu di sa ya sa ta a quê ra Sukhi hondu sape dakhina yadisa yasata awera sukhi hondu sape dakhina yanurisa yasata awera sukhi hondu sape paichima yadisa yasata awera sukhi hondu sape paichima yanurisa yasata awera sukhi hondu sape utaraya risa yasata awera sukhi hondu sape utara yanurisa yasata awera sukhi hondu sape uparima yadisa yasata awera sukhi hondu sape hetima yadisa yasata awera sukhi hondu sape Sata awera hontu sukhita hontu nikdukha hontu apya pacha hontu anikha hontu dikha yuka hontu aroga hontu sampati hisamichantu sukhiyatanang pariharantu dukhapata janikdukha vayapata janifaya sokapata Jani soga hontu sape pipanino Akasatha jafumatha dewa naga mahitika Munyang no anomodang tuchirang rakhang tu sasanang Akasatha jafumatha dewa naga mahitika Bunyang no anomodang tuchirang rakhang tu no garu Akasatha jafumatha dewa naga mahitika Bunyang no anomodang tuchirang rakhang tu nyatayo Akasatha jafumatha dewa naga mahitika Bunyang no anomodang tuchirang rakhang tupanino Akasatha jafumatha dewa naga mahitika Bunyang no anomodang tuchirang rakhang tuno sada Idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale Sathu, sathu, sathu Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ khai giảng lớp học Pali 2 ngày hôm nay. Dạ, kính chúc quý đạo hữu có buổi khai giảng an vui trong chính trong chánh pháp. Con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xin chào các tử học viên. Giờ hôm nay thì chúng ta học Pali tập 2. Trong phần tập 2 này thì khó hơn nhiều so với tập 1. Cho nên không biết là mình học trên máy này có học được hay không. Để mình cứ từ từ mình học thử xem coi các Phật tử mình có tiếp thu được bài hay không. Chứ khó hơn nhiều so với ở trong tập 1 mình học. Giờ hôm nay mình sẽ học bài đầu tiên ha. Học bài đầu tiên.
Trong phần quyển 2 này thì ngay cả các Phật tử học viên cũ mình cũng lên đọc bài ha. Cả cũ mới gì mình lên đọc bài hết. Để mình, tại khi mình đọc, nhiều người đọc đó, mình mới nghe ai đọc đúng, đọc sai, rồi mình chỉnh sửa. Tại quyển 2 này là mình bắt đầu học cho nó chuẩn hơn so với quyển 1. Nên ai cũng phải lên đọc bài để mình kiểm tra lại cái kiến thức của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem bài 1 của quyển 2. Đây là bài 1 khảo sát thêm về mẫu tự Pali. Trong phần này thì có phần trọng tâm, đó là vị trí âm vận. Rồi thứ hai là phụ âm đơn và phụ âm kép. Phụ âm kép, phần tạm thoại. Phần khảo sát về vị trí âm vận của mẫu tự Pali, ở đây mình sáu. Mình có 6 vị trí âm vận, tức là có 6 vị trí phát âm. Thứ nhất là âm cổ họng, gọi là âm đáy chát. Thứ hai là âm nóc họng, gọi là tan lưới chát. Thứ ba là âm lưỡi, mút thay chát. Thứ tư là âm răng, gọi là đanh đáy chát. Thứ năm là âm môi, gọi là ổ thay chát. Thứ sáu âm mũi, gọi là na si cái chát. Đó là 6 vị trí âm vận. 6 vị trí lúc mình học ở quyển 1 á, thì ta chưa nói về các vị trí âm này, mà đến khi quyển 2 thì mình học cao hơn. Cho nên mình kiểm tra lại cái vị trí để mình phát âm cho nó đúng. Phát âm cho đúng. Bây giờ chúng ta xem cách phát âm theo vị trí âm vận. Ở đây mình có các mẫu từ, có mẫu từ nó chỉ có một vị trí âm vận thôi, có mẫu từ nó có 2 vị trí âm vận. Thì mẫu từ nào mà có một vị trí âm vận thì người ta gọi là ekathanachat. Mẫu từ nào mà có 2 vị trí âm vận thì người ta gọi là buddhanachat. Buddhanachat. Và ở đây mình có 32 mẫu từ có một vị trí âm vận, trong đó mình có 6 nguyên âm và 26 phụ âm. 26 phụ âm. Đây là 6 nguyên âm và 26 phụ âm có một vị trí âm vận. Các Phật tử mình có sách đó, mình lật sách để chỗ nào mình sai đó mình chỉnh sửa lại ha, chỉnh sửa lại cho nó đúng. Tại sách mình mới in là lần đầu tiên đó, nó cũng có một số sai sót. Cho nên cái nào sai mình chỉnh sửa lại. Bây giờ bữa nay mình tập đọc lại các phụ âm và các nguyên âm có một vị trí âm vận, có một vị trí phát âm. Thì ở đây mình có là a a ca ha ga ga ha, a a ca ha ga ha. Chữ này nhiều khi người ta chỉ đọc là khác thôi, giống xăng khăn gì đó. Mình đọc rồi theo âm Latin thì mình đọc khác. Nhưng nhiều khi mình đọc đến khi đọc ghép lại người ta đọc chữ khác, nhưng mà cái âm nó là âm ồn hơn chữ này. Cá khác gá há. Rồi thứ hai đó là y y chá 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 giá. Nên là âm nóc hồng. Y y cha 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 giá.
âm nốt hồng, âm lưỡi. Cái này đọc, để đọc được các âm này phải đưa cái lưỡi lên, uống cái lưỡi lên thì đọc mới được. Thá, thá, đá, thá, ra, lá. Thá, thá, đá, thá, ra, lá. Rồi âm răng, âm này thì âm răng. Tá, thá, đá, thá, lá, xá. Tức là cái lưỡi mình đập vào cái răng, âm này. Tá, thá, đá, thá, lá, xá. Âm răng sáu, sáu mẫu tử có vị trí là âm răng. Rồi âm môi, âm môi mình có sáu chữ, đó là u, u, pa, 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 pa. U, u, pa, 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 pa. Rồi âm mũi thì ăn, ăn, ăn. Đọc cái chữ này thì sao mà nó có giọng lên âm mũi thì mới được. Ăn, ăn, ăn thì nó mới đúng. Rồi giờ sẽ đọc lại lần nữa, rồi mời lớp đọc thử ha. Đọc thử các vị trí âm, các cụ âm vận, nguyên âm có một vị trí âm vận. A, a, ca, kha, ga, ha. I, i, cha, 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 ya. Ta, tha, đa, tha, ra, la. Ta, tha, đa, tha, la, sa. U, u, pa, 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 pa. Rồi cuối cùng là an. Đó là 32 mẫu từ có một vị trí âm vận. Giờ mời lớp đọc thử đi. Mời lớp giơ tay lên đọc thử các phụ âm này ha. Ai đọc được giơ tay lên. Các Khám có trên lớp học hay không ạ? Dạ Khánh chưa thấy về sư ơi. Cô Phúc Vị Trung mời dùm sư đi, mời các Phật tử đọc bài dùm sư. Cô Phúc Vị Trung biết mời không? Biết nhìn ta giơ tay lên đang mời không? Đau mắt hả? Ở cô Trăng đi, cô Trăng mời các Phật tử đọc bài mình xin. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc các mẫu tự có một vị trí âm vận ạ. À. Á, a, cá, khá, gá, gá. Âm nắp họng ạ. Í, y, chá, 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 giá, giá, giá. Dạ âm lưỡi ạ. Ta, ta, đá, đá, rá, lá. Dạ âm răng ạ. Tá, thá, đá, đá, lá, xá. Dạ âm môi ạ. Ú, ù, pá, phá, bá, bá, bá. Âm mũi ạ. Ăn. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử. Dạ thưa sư, con xin đọc các mẫu tự có một âm vận. Âm cổ họng có sáu chữ. Á, a, cá, khá, gá, gá. Âm nóc họng có bảy chữ. Í, y, chá, chá, chá.
Cha. Âm lưỡi có 6 chữ. Ta, tha, đa, đa, ra, la. Âm răng có 6 chữ. Ta, tha, đa, tha, la, sa. Âm môi có 6 chữ. U, u, ba, 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 ha. Âm mũi có 1 chữ. Ăn. Thưa sư, sư hết. Dạ, xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc. Âm cổ họng có 6 chữ. Á, a, khá, cá, khá, gá, gá. Âm nóc giọng có 7 chữ. Ý, y, chá, chá, chờ, chá, giá. Âm lưỡi có 6 chữ. Tó, thó, đó, ra, ró, ló. Âm răng có 6 chữ. Tá, thá, đá, thá, lá, xá. Âm môi có 6 chữ. Ú, u, bá, phá, bà, bá. Âm mũi có 1 chữ. Ăn. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Âm cổ họng có 6 chữ. Á, a, khá, khá, gá, gá. Âm nóc họng có 7 chữ. Y, y, chá, chá, giá, giá, giá. Âm lưỡi có 6 chữ. Tá, thá, đá, thá, rá, lá. Âm răng có 6 chữ. Tá, thá, đá, thá, lá, xá. Âm môi có 6 chữ. U, u, phá, phá, bá, phá. Âm mũi có 1 chữ. Ăn. Dạ thưa sư, con xin hết. Yeah. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư, con xin đọc à. Các mẫu từ có 1 vị trí âm vần, âm cổ họng gồm có 6 chữ. Á, a, cá, khá, gá, gá. Âm nắp hàm có 7 chữ. Y, y, chá, chá, chà, chá, giá. Âm lưỡi có 6 chữ. Tá, thá, đá, đá, rá, lá. Âm răng có 6 chữ. Tá, thá, đá, lá, xá. Âm môi là gồm có 6 chữ. U, u, bá, phá, bà, bá. Âm mũi có 1 chữ. Ăn. Dạ, con xin thấy nha. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bà sư, con xin đọc các mẫu tự có 1 âm vận ạ. Âm cổ họng thì có 6 chữ. Á, a, cá, khá, gá, gá. Âm nóc họng có 7 chữ. Ý, y, chá, chá, giá, chá, giá. Âm lưỡi có 6 chữ. Tó, thó, đó, thó, rớ, lọ. Âm răng có 6 chữ. Tá, thá, đá, thá, lá, xá. Âm môi có 6 chữ. Ú, u, pa, 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 pa. Âm mũi có 1 chữ. Ăn. Dạ, bà sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Âm cổ họng là á, a, khá, cá, khó, đó, khá. Âm nóc họng ý, y, chá, 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 giá.
âm lưỡi. Đó, đó, âm răng. Tá, thá, đá, lá, xá, âm môi. Ú, ù, phá, phá, bá, phá, âm mũi, ăn. Dạ, thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Trần Hồng Mai. Dạ, con kính chào sư ạ. Con xin đọc các khẩu từ của một âm gần. Âm cổ họng có 6 chữ: á, a, cá, khá, gá, há. Âm nóc họng có 6 chữ: y, y, chá, 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 giá. Âm lưỡi có 6 chữ: tá, thá, đá, há, lá, lá. Âm răng có 6 chữ: tá, thá, đá, há, lá, xá. Âm môi có 6 chữ: ú, u, bá, bá, bà, bá. Âm mũi chỉ có 1 chữ: ăn. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Dạ, kính bà sư, con đọc. Âm cổ họng có 6 chữ là á, a, cá, khá, gá, gá. Âm nóc họng có 7 chữ là ý, y, chá, 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 giá. Âm lưỡi có 6 chữ là tá, thá, đá, đá, rá, lá. Âm răng có 6 chữ là tá, thá, đá, đá, lá, xá. Âm môi có 6 chữ là ú, u, pá, phá, bá, phá. Âm mũi có 1 chữ duy nhất là ăn. Con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc các mẫu tử có một vị trí âm vận ạ. Âm của họng: á, a, há, há, gá, gá. Âm họng: ý, y, chá, 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 giá. Âm lưỡi: thá, thá, đá, đá, rá, lá. Âm răng: tá, thá, đá, đá, lá, xá. Âm môi: ú, u, bá, phá, bá, bá. Âm mũi: ăn. Dạ, thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Âm cổ họng có 6 chữ ạ. Á, a, cá, khá, gá, gá. Âm nóc họng có 7 chữ ạ. Ý, y, chá, 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 giá, giá. Âm lưỡi có 6 chữ ạ. Tá, thó, đá, đá, rá, lá. Âm răng có 6 chữ ạ. Tá, thá, đá, đá, lá, xá. Con chưa có sách ạ. Âm môi có 6 chữ: ú, u, bá, phá, bá, bờ há. Âm mũi có 1 chữ: ăn. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ, xin lỗi, là chung của mình. Dạ, xin lỗi. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Âm cổ họng có 6 chữ: á, a, cá, khá, cá, cá. Âm nóc họng có 7 chữ: ý, y, chá, 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 giá. Âm lưỡi có 6 chữ: tá, thá, giá, thá, rá, lá.
âm răng có 6 chữ: ta, tha, ta, tha, la, sa. Âm môi có 6 chữ: u, u, pa, 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 ha. Âm mũi chỉ có 1 chữ: ăn. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc nữa không? Dạ thưa sư, hết rồi sư. Miễn gì đó. Thì nghe đọc lại ha. Còn số đọc chưa đúng lắm đó. A, a, ca, ha, ga, ca, ha. I, i, cha, 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 ya. Ta, tha, đa, tha, ra, la. Ta, tha, đa, tha, la, sa. U, u, pa, 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 pa. Ăn. Rồi đọc lần nữa ha. A, a, ca, kha, ga, ga, ha. I, i, cha, 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 ya. Ta, tha, đa, tha, ra, la. Ta, tha, đa, tha, la, sa. U, u, pa, 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 ăn. Lần nữa ha. A, a, ca, kha, ga, ga, ha. I, i, cha, 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 ya. Ta, tha, đa, tha, ra, la. Ta, tha, đa, tha, la, sa. U, u, pa, 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 ăn. Rồi đó là các mẫu từ, 36 mẫu từ có một vị trí âm vần. Bây giờ các mẫu từ có hai vị trí âm vần. Thứ nhất là âm E. E nó vừa là âm cỏ hồng vừa là âm nóc hồng à, E. E. Thứ hai là O. Ô vừa âm nóc hồng vừa âm môi. Ô. Ô. Thứ ba là chữ ngá. Ngá vừa âm cỏ hồng vừa âm mũi. Ngá. Ngá. Nó bắt đầu từ cỏ hồng và đã lên mũi ha. Ngá. Ngá. Rồi nhá. Nhá cũng là âm nóc hồng và âm mũi. Nhá. Nhá. Rồi ná. Ná thì âm đầu lưỡi và âm mũi. Ná. 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 À. Rồi ở đây chữ ná. Âm răng và âm mũi. Ná. Ná. Hai chữ này khác nhau ha. Chữ ná. Chữ này ná. 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 Hai chữ khác nhau. Rồi, âm môi và âm mũi. Chữ má. 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 Âm môi và âm mũi ha. Má. Rồi cái chữ này thì âm răng và âm môi. Quá. 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 Âm răng và âm môi. Quá. Quá. Rồi đọc lại. Ê. Ô. Ngá, nhá, ná, ná, má, quá. Ê, ô, ngá, nhá, ná, ná, má, quá. Ê, ô, ngá, nhá, ná, ná, má, quá. Rồi, giờ mời ai đọc được giơ tay lên. Giơ tay lên để đọc các
các phụ âm và nguyên âm có hai vị trí âm và. Xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Mở mic các chị ơi. Dạ bà sư con đọc. Ê, ô, ngá, nhá, nó, ná, má, quá. Xin mời cô Tô Nữ Diệu Bảo. Con xin đọc các mẫu tự có hai âm vận, âm cổ họng và âm nóc họng. Ê, âm cổ họng và môi. Ô, âm cổ họng và mũi. Ngá, âm nóc họng và mũi. Nhá, âm đầu lưỡi và mũi. Nó, âm răng và mũi. Ná, âm môi và mũi. Má, âm răng và môi. Quá, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc các mẫu tự có hai vị trí âm vận ạ. Âm cổ họng và nóc họng. Ê, âm cổ họng và môi. Ô, âm cổ họng và mũi. Ngá, âm cổ họng và mũi. Nhá, âm cổ họng âm nắp họng và mũi. Nhá, âm đầu lưỡi và mũi. Ná, âm răng và mũi. Ná, âm môi và mũi. Má, âm răng và môi. Quá, dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc các mẫu tự có hai âm vận. Âm cổ họng và nóc họng. Ê, âm cổ họng và môi. Ô, âm cổ họng và mũi. Ngá, âm nóc họng và mũi. Nhá, âm đầu lưỡi và mũi. Nó, âm răng và mũi. Ná, âm môi và mũi. Má, âm răng và môi. Quá, dạ bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, con xin đọc các mẫu tự có hai âm vận, âm cổ họng và nóc họng. Ê, âm cổ họng và môi. Ô, âm cổ họng và mũi. Nhá, âm nóc họng và mũi. Nhá, âm đầu lưỡi và mũi. Má, âm răng và mũi. Má, âm môi và mũi. Má, âm răng và môi. Quá, thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc các mẫu tự có hai vị trí âm vận. Ê, ô, nó, giá, đó, má, má, má. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin đọc các mẫu tự có hai vị trí âm vận. Ê, ô, ngá, nhá, ná, ná, má, bá. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc các mẫu tự có hai vị trí âm vân, âm vận. Ê, ô, ngá, nhá, nó, ná, má, quá. Thưa con xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Các mẫu tự có hai vị trí âm vận. Ê, ô, ngá, nhá, nó, ná, má, quá. Thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử
Rồi, đó. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ, sư con xin đọc ạ. Âm cổ họng và nắp họng. E, âm cổ họng và môi. O, âm cổ họng và mũi. Ngá, âm nắp họng và mũi. Nhá, âm lưỡi và mũi. Ná, âm rang và mũi. Ngá, âm môi và mũi. Má, âm rang và môi. Quá, dạ con xin thấy nha. Dạ, còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ, thưa sư hết rồi. À, mình nghe đọc lại một hai lần nữa ha. E, O, Ngã, Nhá, Má, Ná, Má, Quá. E, O, Ngã, Nhá, Má, Ná, Má, Quá. E, O, Ngã, Nhá, Ná, Ná, Má, Quá. Rồi đó là các mẫu từ có hai vị trí âm vần. Để làm xong phần mẫu từ. Ở đây người ta có một cái ghi chú nhỏ. Đó là chú ý đối với chữ hát. Hát khi đi một mình thì thuộc âm cổ họng. Như là hát sa tí. Người hát ra tí mang đi. Nhưng mà khi hát được ghép sau tám phụ âm đó là nhá, ná, ná, má, giá, lá, quá, lá thì thuộc âm ngực. Thuộc âm ngực. Ví dụ như là panh nha ha, tanh nha ha, ná ha giá tí, tâm ma ha, may hằng, ca la hằng, chi quá hằng, đá la hằng, nó thuộc về âm ngực. Đó là đối với chữ hát của ghi chú nhỏ. Vậy chúng ta thử đọc các chữ này ha. Thử đọc chữ này đi. Panh nha ha, panh na ha, na ha nhất tí, tâm ma ha, may hằng, đà la hèn, chi hoa hà, đà la hèn, lần nữa ha, bành hà, tân hà, na hà gia tí, tâm hà, mây hàng, đà la hèn, chi hoa hà, đà la hèn. Rồi thử giơ tay lên đọc mấy chữ này thử đi. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Dạ, bà sư con đọc. Tan ha, tan ha. Nha giá tí. Na ha giá tí. Na ha giá tí. Dạ. Na ha giá tí. Dạ, na ha giá tí. Tan ha, mai hằng. Gá lá hằng. Chí hoa. Tan ha. Chí hoa ha. Dạ dạ, chí hoa ha. Đàn la hằng. Đá la hằng. Đá la hằng. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Điền sư cô xin đọc ạ. Bàn hà. Tàn hà. Nhà hà ta giá tí. Nhà hà giá tí. Nhà hà giá tí. Na ha giá tí, tâm ha, mai tăng ha, tăng ha, tâm ha, mai hằng, gá la hằng, chí quá ha, đá la hằng, nhậu xin hết nhà. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, thưa sư con xin đọc tăng ha. Tăng ha, na ha giá tí. Na ha giá tí, đọc chi nhanh hơn. Na ha giá tí. Tâm ha, mai hằng, gá la hằng, chí quá ha, đàn lá hằng. Dạ bạch sư, con xin hết.
Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Văn hà tăng hà ná ha giá tí tam hà mây hằng giá la hằng chi qua hà đa la hằng. Thưa sư xin hết. Xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo. Dạ con xin đọc. Banh hà tăng hà nha giá tí tâm hà nha giá tí tâm hà mây hằng gá la hằng chi quá hà đá la hằng. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Tăng hà tăng hà ná hà giá tí tham hà mây hằng đá la hằng chí quá hà ba la hằng. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Tham nha hà tham nha hà nha hà giá tí tam hà mây hà ca la hà chi ma hà đa la hà. Dạ thưa sư, con xin đọc. Cô Lan Lê quán chỉnh sao mà cho nó lớn đi, đọc nghe nhỏ quá. Dạ dạ làm sao con đọc lớn lên. Dạ cảm ơn sư. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Thanh ha thăng thăng nha na gia giáp tí tâm ha mẹ hằng gạ lạ hằng chi quạ hà đã la hằng. Dạ thưa, con cảm ơn sư. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư, con xin đọc. Banh hà tăng hà nhã hà gia tí tâm hà mai hằng ga la hằng chi qua hà đa la hằng. Thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Trần Hồng Mai. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Tăng hà tăng hà ná hà giá tí tâm hà mây hằng ga la hằng chi qua hà đa la hằng. Dạ xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Tăng hà tâm hà na hà gia tí tâm hà mây hồng ra na hồng chi quá hà đa la hồng. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin đọc. Thanh nha hà thanh nha hà na hà gia tí tâm hà mai gia hằng gà la hằng chí ba hà ta la hằng. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ có cầu Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư, hết rồi. Rồi nghe đọc lại tí nữa ha. Bành hà tăng na hà na hà gia tí tâm hà mây hằng ga la hằng chi quá hà đa la hằng. Anh hà anh hà na hà giá tí tâm hà mây hằng ga la hằng chi quá hà đa la hằng. Rồi đó là phần chú thích nhỏ. Dần sang phần 2, đó là khảo sát về các phụ âm Pali. Thì trong phụ âm Pali ở đây mình có hai loại phụ âm, đó là phụ âm đơn và phụ âm ghép. Có hai loại phụ âm đơn. Phụ âm đơn là những phụ âm mà đứng độc lập trong một chữ. Ví dụ ở đây mình có, người ta cho mình thí dụ nè.
Raja Kumara. Thấy không? Chữ Raja Kumara nó đứng độc lập của nó, mỗi một vô âm như vậy thì nó có một nguyên âm đi cùng với nó. Đây Raja Kumara, như vậy thì người ta gọi là phụ âm đơn. Yasothararajakumari. Mỗi một phụ âm nó có một nguyên âm đi cùng với nó thì người ta gọi là phụ âm đơn. Vesakamasat. Rajakumara. Yasothararajakumari. Về xa khác mà sát. Giờ lớp thử cho thí dụ phụ âm đơn coi. Thử tìm một từ nào đó mà có cái thí dụ là phụ âm đơn coi. Được không? Ai cho được cho thử coi. Ai mà Tiên Quỳnh cho thử coi. Ví dụ của âm đơn. Cho ví dụ được, cho ví dụ thử coi. Sư động từ được không sư? Pu chê tí được không sư? Cái nào cũng được, miễn Pu sao nó là phụ âm đơn là được. Pu chê tí. Nhà Pu chê tí. Bộ âm đơn. Bà sư cha cha mu. Cha mu, cha mu là đạo quân đó sư, có được không sư? Cha. Dạ dạ thưa sư, ví dụ như là chi qua re sú. Chi qua re sú. Dạ. À. Thưa sư, ví dụ như là cha ta đi quá xá là ngày sinh sinh nhật ạ. Đúng rồi, cha ta đi quá xá, đúng rồi, ta được đó. Thưa sư, chữ ra chá cú lá là hoàng tộc có được không sư? Dạ, được, ra chá cú lá. Dạ, dạ. Rồi, đó là một số ví dụ về phụ âm đơn ha. Âm đơn bây giờ mình coi phụ âm ghép. Phụ âm ghép mình xem coi phụ âm ghép làm sao đây. Giờ người ta cho mình thí dụ phụ âm ghép nè. Bây giờ ở đây mình có chữ Siết Thách Thác Phù Thí Sát Tát Xuất Thù Đa Na Rài Chát. Rồi chữ cho chữ Gia Thí Gia Cá Rồ Tí. Giờ mình xem phụ chỗ nào là phụ âm ghép đây. Ở đây mình có phụ âm ghép là chữ Xít nè. Thấy không? Nó có hai phụ âm nè. Rồi Thách Thách Thác. Chỗ này cũng phụ âm ghép nè. Như vậy rồi ở đây mình có chữ Sách Tá. Chỗ này cũng phụ âm ghép nè. Nguyên chữ này không, mình có ba phụ âm ghép. Chữ Xít Thát. Xít Thát Thái. Cái này là hai phụ âm ghép nè. Rồi chữ Sách Tá nữa là một phụ âm ghép, đó là ba chữ. Chữ thứ hai Xuất Thô Đa Ná. Thì ở đây mình có chữ Xuất Thô là phụ âm ghép nè. Gia Cá Rô Tí. Chữ Gia này là phụ âm ghép nè. Tức là cái phụ âm ghép, tức là hai phụ âm mà nó chỉ có một nguyên âm thôi thì người ta gọi là phụ âm ghép. Chỗ nào có hai phụ âm mà nó chỉ có một nguyên âm thì người ta gọi là phụ âm ghép. Ở đây mình có chữ Gia Thí nè, thấy không? Hai nguyên âm nè, hai phụ âm nè, nhưng mà nó chỉ có một nguyên âm thôi là chữ A thôi. Gia Thí thì người ta gọi là phụ âm ghép. Giờ lớp thứ cho thí dụ phụ âm ghép và ai cho được cho thử coi. Dạ con cho phụ âm ghép á sư. Rách chăng nít già đê tí là nhường ngôi á sư. Cái gì?
Dạ, rách chăng, ní gia đê tí. Rồi, rách chăng. Dạ. Chữ bút thá Đức Phật đó thưa sư. Đúng rồi, chữ bút thá Đức Phật cũng được. Dạ, chữ tham má là pháp ạ. Đúng rồi, tham má là pháp cũng được. Thưa dạ. Sư, thưa sư cho con xin hỏi, chữ xích thá thá, bô thí sá tá, thì chữ thí có phải là phụ âm ghép không thưa sư? Không có, không phải, đó không phải phụ âm ghép. Phụ âm ghép là chừng nào nó cái này nó là, cái này là nó một nguyên âm của nó mà một phụ âm mà chữ khác, cái này là một là một mẫu tự mà nó đâu phải hai mẫu tự đâu. Dạ, sư có đúng rồi, đúng rồi. Bà sư chữ út út gá chát tí là mọc lên đó sư, có được không sư? Út gá chát tí. Chữ gá chát đó là được. Út gá chát. Thưa sư, còn cái từ ship bá vi mang sa cuộc thi tài nghệ đó. Đúng rồi, mình gọi chữ ship bá chứ nó cũng được. Dạ thưa sư, bút thăng sra năng gạch xa mi là bút thăng là phụ âm ghép. Dạ. Có phụ âm thăng. Với chữ gạch xa mi là mình cũng có phụ âm ghép. Dạ, con cảm ơn sư. Rồi, vậy là mình hiểu rồi con. Còn ai muốn cho ví dụ gì nữa không? Bạch sư, chữ manút xá là con người á, và át thá là cánh tay, và mít tá là bạn, có phải là phụ âm ghép không sư? Đúng rồi. Dạ. Mít tá, manu xá, át thá. Dạ. Có phụ âm ghép. Cát sa cá, nông dân. Cát sa cá, đúng rồi. Dạ. Át xá, con ngựa. Át xá, đúng rồi. Dạ. Mắt gá, con đường. Mặt gá, đúng rồi. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ. Giáp thí á, sư. Cây gậy á, thưa sư. Giáp thí, đúng rồi, giáp thí cây gậy. Rồi, việc tạm như đó ha. Bây giờ như vậy là mình đã hiểu như thế nào là phụ âm đơn, như thế nào là phụ âm ghép rồi. Rồi, bên tiếp theo, bài học tiếp theo ha. Bây giờ phần tiếp theo đó là hai hình thức phụ âm ghép. Hai hình thức phụ âm ghép. Thứ nhất là phụ âm nhóm, tức là nó ghép theo nhóm. Ghép theo nhóm là sao đây? Giờ mình sẽ xem cái phụ âm ghép theo nhóm ha. Chữ thứ nhất trong mỗi nhóm được ghép với chính nó và với chữ thứ hai. Chúng ta nắm kịp cái này không? Chữ thứ nhất ghép với chính nó trong mỗi nhóm được ghép, chữ thứ nhất trong mỗi nhóm được ghép với chính nó và với chữ thứ hai. Thí dụ như là người ta cho trong bọn hai. Bọn hai là mình có chữ chá. Thì ở đây mình thấy chữ chá nó ghép với chữ chá nè. Cái chữ này chắc là chữ sách chá quá, chứ không phải là chết chá. Sự thật là sách chá. Cái chữ này chắc âm nó bị lỗi. Sách chá sư, chữ đó là sách chá sư. Chữ sách chá. Thì ở đây mình thấy chữ sách chá là mình có hai chữ chá nó ghép vào lại với nhau nè. Hoặc là quý chá tí. Quý chữ tí ở đây mình cũng thấy hai chữ chán ghép lại với nhau nè, là phụ âm ghép nè. Rồi đuôi cha đi tá, ở đây mình cũng có cho hai chữ chán ghép lại với nhau nè. Thì cái này là âm thứ nhất, nó ghép với âm thứ nhất. Âm thứ nhất ghép với chính nó, rồi nó ghép với âm thứ hai, với chữ thứ hai. Là giống như ở đây chữ thứ nhất trong mỗi nhóm ghép với chính nó, ở đây là ghép với chính nó. Rồi sao nữa?
ghép với chữ thứ hai, ghép với chữ thứ hai, chữ thứ hai trong bảng hai là chữ chữ chán, chữ chán, chữ chán. Ở đây mình thấy chữ chán ghép với chữ chán giống là ít chát tí. Thì ở đây mình thấy chữ chán nó ghép với chữ chán nè, thấy không? Ít chát tí, không muốn, mấy chát đi giá. Thì ở đây nó chữ chán với chữ chán nó cũng ghép với nhau là bọn sẻn nè, hoặc là mít cha đít thí tạc kiến. Ở đây mình có chữ mít cha là nó ghép ghép với chữ thứ hai ở trong bọn của nó. Rồi đó là trong trường hợp thứ nhất, ghép với chính nó, đó là chữ thứ nhất với chữ thứ hai. Rồi bây giờ mình xem chữ thứ ba trong mỗi nhóm. Chữ thứ ba trong mỗi nhóm được ghép với chính nó, chữ thứ ba ha, và với chữ thứ tư ghép với chính nó. Chữ thứ ba nó ghép với chính nó rồi ghép với chữ thứ tư. Bây giờ chữ thứ ba trong nhóm hai đó là mình có chữ chát, chát ghép với chính nó là hai, một chữ chát nữa thì nó được hai chữ chát. Thì mình có chữ là ái chát là hôm nay, quý chát là bác sĩ. Đây là hai chữ chán, hai chữ chán ghép với chính nó. Rồi nó còn ghép với chữ thứ ba nữa, nó còn ghép với chữ thứ tư nữa. Thì chữ thứ tư là chữ chán, chà chán. Thì ở đây mình có là ách cha giá là chương, hoặc là ốc bách cha giá thầy hòa thượng, bát tham ách cha ná là sơ thiền. Thì ở đây mình thấy nè, chữ thứ ba nó ghép với chữ thứ tư, chữ thứ ba ghép với chữ thứ tư, đó là phần thứ hai ha. Ví dụ thứ hai, giờ thứ ba, phần thứ ba đó là chữ thứ năm trong mỗi nhóm được ghép với bốn chữ trong nhóm và với chính nó. Chữ thứ năm nãy giờ học chữ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, bây giờ đây chữ thứ năm. Thì chữ thứ năm mình hãy cho anh biết là nó ghép với bốn chữ còn lại ở trong nhóm và ghép luôn cả với chính nó. Giờ thí dụ như là nó bị này hoài. Giờ đây là chữ thứ năm, chữ thứ năm của nhóm mấy, chữ nhá là chữ thứ năm của nhóm mấy, nhớ không? Nhá là chữ thứ năm của nhóm mấy, một âm cuối nhóm á. Nhóm cá, nhóm chá, dạ nhóm chá, tức là nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai thì nhóm thứ hai, cho nên nó không biết sao nó lại bị gì hoài à. Đâu có đụng gì nó đâu mà nó cứ bị cái này hoài. Em thấy là thứ nhất là nó, chữ thứ năm này nó ghép được với chữ thứ nhất là chữ chá nè, ở trong nhóm của nó, giống như là chữ kinh chí. Chữ kinh chí bất cứ cái gì. Ủa cái này là ai quẹt lên đó thưa sư? Không biết sao à. Thưa sư chắc có một cái màn hình nào đó mà nghịch xong là làm thế đấy chưa ạ? Đúng rồi, cái này có màn hình dạ, khác. Có một cái màn hình nào đó đó. Dạ. Xin Phật tử đi để sư dạy nha. Không biết sao nó bị gì hoài. Để ở đây mình có chữ kinh chí, thì mình thấy chữ kinh chí ở đây là chữ nhá, nó đi với, nó ghép với chữ chá, hoặc là quanh chê tí thì ở đây mình thấy cũng chữ nhá ghép với chữ chá, hoặc là xanh xanh chí na tí thì ở đây mình cũng thấy là chữ nhá ghép với chữ chá. Thì ở đây là chữ thứ năm nó ghép với chữ thứ nhất, ghép với chữ thứ nhất.
ví dụ hai chữ thứ năm nó ghép với chữ thứ hai là chữ chát, thì ở đây mình có chữ lành chát, lành chát hoặc là lành cha cá hoặc là lành cha đê tí, thì ở đây mình thấy là nó ghép với chữ thứ hai nè, nó ghép với chữ thứ hai, rồi nó ghép với chữ thứ ba là chữ chát, chữ chát. Thí dụ như là côn chá rác là con voi, hoặc là khanh chá sự què quạt, hay là khanh chá tí đi kìa nhá. Thì ở đây nó là nó ghép với chữ thứ ba, chữ nhá nó ghép với chữ thứ ba, rồi chữ nhá nó ghép với chữ thứ tư là chữ chá. Thí dụ như là quanh cha, quanh cha, hoặc là xanh cha, hoặc là xanh cha tóc bát. Ở đây mình thấy các chữ này đều là chữ thứ năm nó ghép với chữ thứ tư, ghép với chữ thứ tư. Rồi tiếp theo là chữ thứ năm ghép với chính nó, tức là chữ nhá nó ghép với chữ nhá. Ví dụ như là chữ cây nha, chữ bay nha là trí tuệ. Thì đó là cách ghép mà phụ âm theo nhóm. Ở đây sư chỉ thí dụ một nhóm thôi. Bây giờ mình thử coi mình tìm các chữ khác ở trong nhóm khác. Ở đây là sư chỉ cho ví dụ một nhóm. Nhóm nãy giờ mình thí dụ là nhóm thứ hai, phụ âm nhóm thứ hai. Giờ mình thử cho một vài thí dụ ở những phụ âm ở nhóm khác để coi được không. Mình tìm chữ nào đó để mình thấy có là phụ âm ghép ở cùng nhóm của nó. Chúng ta lớp thử tìm ra được không? Ai tìm được tìm thử thôi. Để em cho một vài thí dụ. Các khú mang tí, các khú mang tú là có mắt đó sư. Các khu mang tú, chắc khu mang tú, chắc khu, chắc khu. Cái đó là bọn mấy gấp ghép với bọn mấy? Dạ, bọn một ghép với bọn một có sư. Là hai chữ ghép với chữ thứ hai. Chữ thứ nhất ghép với chữ thứ hai phải không? Dạ. Đúng rồi, chữ thứ nhất ghép với chữ thứ hai chắc phú. Dạ, chắc phú mang chú. Bác sư, con xin đọc chữ na na quanh ná là chữ nó, là nó ghép chính nó đó sư. Đúng rồi, đó là bọn thứ mấy? Na na quanh ná là bọn thứ mấy? Đó là nhóm thứ mấy ghép với chính nó? Thứ sư, chữ chắc cá mà ở cái nhóm chữ thứ nhất được gọi với nó trong chính, với chính nó với chữ thứ hai của đúng không sư? Cái gì? Chắc cá đấy ạ, là thích ca ạ, là thuộc nhóm chữ thứ nhất. Dạ, trong mỗi nhóm được ghép với chính nó và với chữ thứ hai ạ, có đúng không ạ? Chữ sắp tá hả? Dạ vâng ạ. Chữ sắp tá được, đó là ở nhóm mấy? Sư ở nhóm tá đấy ạ, nhóm thứ nhất ạ. Nhóm tá là nhóm thứ tư ha. Nhóm tá là nhóm thứ tư. Mình có năm nhóm, nhóm mình có năm nhóm. Nói là phải nhớ nó nhóm nào. Nhóm sư cho thí dụ ở đây là sư cho ở nhóm hai, nhóm hai. Nguyên cái bài mình làm cho ở nhóm hai, nãy giờ các mình đọc từ mình cho thí dụ nữa. Sư là áp thí, sư xương, sư áp thí là nhóm thứ ba, sư áp thí chữ thoa với chữ thoa, áp thí là xương chữ khác. Dạ, chữ thoa với chữ thoa, chữ thoa với chữ khác, áp khác. Dạ, nhóm thứ ba sư. Chữ dạ bà sư, chữ thăm má là chữ
Nhóm 5 nhóm âm môi ghép với chính nó, thưa sư. À, thì phân mát đúng rồi, âm môi ghép với chính nó. Bạch sư chữ nhá toa sư, là sau khi biết là nhóm nhóm thứ hai chữ ghép với nhóm thứ ba thứ tư á sư. Bạch sư nhá toa nó không được, nhá toa không được hả sư? Không được, chỉ đó nó đọc có nhóm đâu. Quốc cha tí á thưa sư. Cái gì? Quốc cha tí hỏi. Quốc cha tí, cái đó là nhóm mấy? Nhóm 2 ghép với chữ thứ 2. À, đúng rồi, nhóm 1, nhóm 2 ghép với chữ thứ 2, quốc cha tí. Đúng rồi đó. Dạ, nói đi. Dạ, nói đi nhầm tí sư. Nhóm 5, chữ nhất ghép với chữ thứ 5. Đứa tí nhầm tí. Nhóm thứ 5 âm biến. Chữ thứ 5 ghép chữ thứ mấy? Chữ thứ 5 ghép với chữ thứ mấy? Nhóm đứa thứ dầm biến. À, chữ xếp bá là tài nghệ đó thưa sư. Chữ bờ, chữ chữ bá, chữ bá của chữ mấy? Chữ nhất của nhóm thứ 5. Nhóm thứ 5 ghép với chính nó. Dạ vâng, ghép với chính nó. À, bạch sư, nhóm thứ 4 chữ sát tha, sát tha niềm tin ý, được không sư? Được. Sát tha. Cái đó là chữ thứ mấy ghép với chữ thứ mấy? Dạ, chữ thứ 3 ghép với lại chữ thứ 4 ạ. Đúng rồi, thứ 3 ghép với chữ thứ 4, sát tha. Nhóm 4. Nhóm 4 ạ. Và chữ up ha là ánh sáng ấy ạ, là chữ thứ nhóm 5, chữ thứ 3 ghép với chữ thứ 4 ạ. Cái gì? Chữ ánh sáng ạ. Up ha ánh sáng. Up ha, dạ vâng. Ánh sáng. Up ha. Dạ thưa sư, chữ mốc khá thăm má nó phát giải thoát đây là chữ thứ 3 trong mỗi nhóm được ghép với chính nó, với chữ thứ 4 có đúng không thưa sư? Mốc khá thăm má ạ, phát giải thoát ạ. Mốc khá là nhóm mấy? Dạ thưa sư, là nhóm âm của họng với thưa sư, nhóm thứ nhất ạ. Đúng rồi, nhóm 1 ha, nhóm 1 dạ. Ghép với chữ thứ 2 là chữ thứ 3 ghép với chính nó, và chữ thứ 4 này. Một. Tức là chữ thứ 3 trong mỗi nhóm được ghép với chính nó là chữ thứ 4 ạ. Chữ mốc khá thăm má. Đâu có cái chữ mốc khá, đó là chữ là chữ thứ nhất ghép chữ thứ 2 chứ. Mốc khá mà. Còn cái chữ thăm má mới là chữ thứ 3 ghép với chữ thứ 4. Ờ. Chữ thăm má là chữ thứ 5 ghép với chính nó. Dạ thưa sư, chữ tích thác tí á chứ. Tích thác tí là chữ của bên dưới chỗ cái chữ thứ nhất của cái nhóm thứ 3 ghép với lại là chữ thứ 2 của nhóm thứ 3. Các chữ nhất thứ nhất của chữ ghép với chính nó và ghép chung với cái chữ thứ 3 của cái nhóm 3 luôn ạ. 2 3 4 5. Dạ, tích thác tí ạ. Tích thác tí ạ. Tích thác tí cái đó là chữ thứ 3 ghép với chữ thứ Chữ thứ nhất ghép với chính nó và dạ chữ thứ nhất ghép với chính chữ thứ nhất và ghép với chữ thứ 2 ạ. Dạ con xin lỗi. Chú tu papa tá nhà nó ghép với chữ thứ 2. Dạ chữ thứ nhất ghép với chữ thứ 2 của nhóm 3. Của nhóm 3. Dạ vâng. Dạ bạch sư, âm pa của nhóm thứ 5 ạ, chữ em ghép với chữ âm pa là trái xoài sư. Âm pa là xoài đúng không? Dạ.
Dạ. À, đó là chữ chữ thứ năm nhỏ. Chữ thứ năm ghép với chữ thứ ba. Chữ thứ ba. Ừ, đúng rồi. Bạch sư Paramithamma là sát ba la mật đó sư, là chữ thứ năm ghép với chữ chính nó. Ừ. Chữ má sư. Hai chữ má. À. Chữ thứ năm ghép với chính nó. Dạ. À. Bạch sư. Rồi nó đi. Dạ. Chữ an ná tức là cơm vật thực, tức là nhóm chữ thứ năm ghép với chính nó. A a ná. Được không sư? Chữ gì nghe lạ quá sư. A a nhá, a nhá. Vật cơm vật thực ấy ạ. Cơm vật thực. A nhá. À, dạ. Chữ Anara. Anara. Dạ. Dạ con cảm ơn sư. Cho con hỏi chữ tiết thá tí hay vậy là đứng á sư, có hai chữ tá sư. Có được không sư? Thưa sư. Thì cái đó một ghép với chữ hai đúng. Dạ. Đó nhóm 3 là một chữ thứ nhất ghép với chữ thứ hai. Chữ a cá thá tí là lôi kéo thưa sư. Thì chữ thứ 3 của nhóm thứ 3 ghép với chữ thứ 4 của nhóm thứ 3. A cá thá tí. Dạ, a cá thá tí ạ. Đúng rồi. Chữ ba ghép với chữ thứ tư. Dạ vâng ạ. Rồi. Rồi bây giờ tạm như nó ha. Coi như là mình đã hiểu rồi đó. Mình cho thí dụ được như vậy là mình hiểu về cách ghép của phụ âm nhóm. Rồi bây giờ bằng bài học tiếp theo đó là phụ âm nhóm ngoại biệt. Phụ âm nhóm ngoại biệt. Có nhớ có mấy phụ âm nhóm ngoại biệt không? Có 8 á. Đúng dạ, rồi, 8 phụ âm nhóm ngoại biệt theo mấy học bữa trước. Nhưng mà ở đây mình chỉ có 3 phụ âm nhóm ngoại biệt được ghép với chính nó thôi. Đó là giá, rá và xá được ghép với chính nó. Thí dụ như là chữ giá, mình có chữ cá rì giá, ai giá. Hoặc là chữ lá, mình có chữ mốt ga, mốt ga là nát. Hoặc là chô lá cà lá. Rồi chữ xá mình có chữ xí xá, học sinh, á xá, con ngựa. Nãy ai cho mấy chữ này nè, mình có nè. Cái đó là đối với phụ âm nhóm ngoại biệt. Mình chỉ có 3 chữ đó thôi. À, có ai nhớ được chữ nào nữa không? Thử thí dụ phụ âm nhóm ngoại biệt coi. Có không? Giá, rá, lá, xá. Dạ thưa sư, chữ quá xá ạ. À. Chữ quá xá, dạ quá xá là 5 á. Đúng rồi, chữ quá xá là 5 là được. Đó là chữ xá ghép với chữ xá. Bạch sư, có chữ ni giá tí là được đưa đến đó bạch sư. Ni giá tí là chữ giá đúng không? Dạ, chữ giá sư. À. Dạ với lại dạ, bạch... ni giá đê tí á sư, là giao cho nhường cho cũng là chữ giá luôn á sư. Ni giá đê tí hả? Dạ. À. Dạ bạch sư, chữ sa lá cái mũi tên ấy sư. Sa lá. Dạ. À. Và chữ gia 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 xá là ông chủ ấy ạ. Gia xá. Gia, gia giá là ông chủ ạ. Gia giá hả? Dạ. Có được không sư? Gia giá hay là ai giá? Ai giá. Ai giá này là cho nè. Ông chủ nè. À, à dạ. Thưa sư, chữ đát xa ná là chữ ngắm có được không thưa sư? À, đát xa ná cũng được. Đó là hai chữ xá.
Barize xây giá có được không ạ? Là có thể tìm được đấy ạ. Barize xây giá. Barize xây giá là hai chữ giá đúng không? Dạ đúng ạ. Ừ. Rồi một số đi ha, một số phụ âm nhóm ngoại biệt. Còn ở đây là một số trường hợp ngoại lệ ha, một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như là sắc giá. Thì ở đây chúng ta thấy nó không phải ở trong bọn. Chữ cá nó ghép với chữ giá, nó không phải là trong bọn. Chữ cá thì nó thuộc bọn một, chữ giá thì nó là phụ âm nhóm ngoại biệt. Cho nên ở đây trường hợp ngoại lệ ha. Hoặc là chữ panh ha, chữ nhá này thì nó cũng là phụ âm thứ hai, trong khi đó chữ hát thì nó là phụ âm nhóm ngoài biệt, nhưng mà nó cũng có ghép với nhau. Thì những trường hợp này trường hợp ngoại lệ, panh ha hoặc là chữ tanh ha, chữ ná ở đây là nó âm phụ âm nhóm thứ ba, chữ hát ở đây là phụ âm nhóm ngoài biệt nhưng mà nó cũng ghép lại ha, anh ha. Đây là một số trường hợp ngoại lệ thôi ha, ngoại lệ. Như vậy là chúng ta cần học một buổi học cần hết bài một coi. Giờ để coi học cái gì nữa đây. Tại bài 1 này thì bài đơn giản. Bắt đầu bài 2 thì nó bắt đầu khó. Để từ giờ thử trả lời cho một số câu hỏi này đi. Rồi phần nằm thoại mình sao cũng khác ha. Giờ câu số 1. Trong tiếng Bali có bao nhiêu mẫu từ có một vị trí âm bằng? Các ai còn nhớ? Dạ thưa sư. À, dạ có. Trong Bali là có 6 vị, có 6 vị trí âm bằng ạ. Câu hỏi này, trong tiếng Bali có bao nhiêu mẫu từ? Dạ, có 32 ạ. Dạ. Có 32. Dạ có 32. Trong đó mình có 6 6 nguyên âm và 26 phụ âm. Dạ. Và 26 phụ âm ha. Dạ. Rồi câu số 2. Hãy cho biết các ngữ từ Bali nào có 2 vị trí âm bằng. Còn nhớ không? Dạ gồm có chữ ơ, chữ ê, chữ ê, chữ ô, nhá, 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 quá, má và quá. Quá. Dạ. Là mấy chữ, tất cả là mấy chữ? 8 chữ. Thưa bạch sư có 8 chữ. 8 chữ hả? Dạ. Rồi, câu số 3. Có 9 à, tại vì có 9 chứ. Có 2 vị trí âm vận là có 9 chứ. Có 9 là có 8, đếm thử coi. Đếm lại coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nếu mình tính phụ âm hát luôn á, nếu tính phụ âm này luôn á thì nó có 9. Yeah. Phụ âm này thì ngoại lệ ghi chú thôi, phần chú thích thêm thôi. Cho nên mình lấy 8 thôi. Dạ. Yeah. Dạ. Câu số 3 có bao nhiêu loại phụ âm trong tiếng Bali? Cho thí dụ có mấy loại phụ âm? Để trả lời được câu này. Có 2 loại phụ âm. Có 2 loại phụ âm. Phụ âm gì? Phụ âm đơn và phụ âm ghép. Đúng rồi, phụ âm đơn và phụ âm ghép. Để cho thí dụ coi. Phụ âm đơn
Pu Chê Tí. Rồi, hồn ghép. Phụ âm ghép là Quan Đá Tí. Quan Đá Tí, đúng rồi. Phụ âm đơn hồn ghép cho thí dụ như vậy là được rồi. Làm hiểu rồi. Rồi câu số 4. Hãy trình bày cách ghép của các phụ âm trong năm nhóm. Ai nói được cái này? Ai trả lời được câu số 4 này? Không ai trả lời được hả? Hãy trình bày cách ghép của các phụ âm trong năm nhóm. Dạ, bạch sư có phụ âm ghép trong nhóm phụ âm nhóm ngoại biệt đó sư. Thì có chữ ní gia, ní cá, thăm măng, thăm má là pháp đưa đến giải thoát đó bạch sư. Không phải, ở đây người ta kêu mình trình bày cái cách phụ âm ghép theo nhóm. Theo con nghĩ nhóm thứ nhất có... nhóm với nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai với nhóm thứ nhất, nhóm thứ ba với nhóm thứ ba với nhóm thứ tư và nhóm thứ năm với nhóm thứ năm và nhóm thứ năm với những nhóm của trước đó, có đúng không sư ạ? Dạ thưa sư, trong thưa các sư. Phụ âm trong năm nhóm thì có những cái hình thức ghép như là chữ thứ nhất trong mỗi nhóm được ghép với chính nó và chữ thứ hai. À, chữ thứ ba trong mỗi nhóm được ghép với chính nó và với chữ thứ tư. Rồi. Chữ thứ năm trong mỗi nhóm được ghép với bốn chữ trong nhóm và với chính nó. Đúng rồi, trên bài gì nó mới rõ. Dạ, chữ thứ nhất ghép với chính nó với chữ thứ hai, chữ thứ ba ghép với chính nó với chữ thứ tư, chữ thứ năm thì ghép với bốn chữ còn lại ở trong nhóm và ghép với chính nó. Đó là câu số 4 mình trả lời đi ha. Sa thú, sa thú. Dạ. Bây giờ câu số 5. Các phụ âm nhóm ngoại biệt nào có thể ghép với chính nó? Với chính dạ, thưa sư đó. Thưa sư, bác có 3 cái phụ âm nhóm ngoại biệt là chữ giá, chữ lá và chữ xa. Xa. Ghép với chính nó à. À, ghép với chính nó. Rồi như vậy đó là mình còn hai phần nhỏ, còn một phần đầm thoại với một số thứ tự. Thế bữa nay mình tạm bao nhiêu đây ha? Đây như bữa nay làm học khá tốt, lớp nắm bài được khá tốt. Sư thấy là lớp hiểu bài đó, nhưng mà không biết có ai chưa hiểu hay không thì cũng biết chứ tạm là bữa nay thấy lớp nắm bài rất là tốt. Nhưng học được như vậy, tức là mình vừa học xong làm cho ví dụ được thiền. Để chứng tỏ là mình đã hiểu được bài. Bà sư cho con yeah. coi cuối của trả lời câu hỏi sư, trong sách nó không có câu 4. Sao không có câu 4? Dạ. Bà sư, sách con có câu 4 sư. Cái này trong bài học quá, con sách bài học quá chứ không mấy sách bài tập đâu. Dạ bà sư con cảm ơn sư. Rồi. Dạ bà sư con cảm ơn sư. Con cảm ơn đạo tràng. Rồi mình nghỉ ha. Dạ. À giờ mời bữa nay ai hồi hướng nè. Cô Phúc bị chung còn không, mời ai nên hồi hướng cho bệnh nhân cho lớp nghỉ. Dạ, chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Bali ngày hôm nay ạ. Dạ, bài học đã kết thúc. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thà nhá, Nam Mô Tham Ma nhá, Nam Mô Sang Kha nhá, con kính chào sư. Con xin thay mặt các cô chú học viên trong room hội con phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha japamatha dewa nagamahitika punyang no anumodan tujirang rakhantu sasanang Akasatha japamatha dewa nagamahitika punyang no anumodan tujirang rakhantu no garo Akasatha
cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ca bốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ca bốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni no a ca sa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ca bốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa da idang watano puan yang asawa kaya wahang ho tu anagate kale sa thu. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp học này hàng tuần vào các ngày thứ ba cho lớp Bali 1 và thứ năm cho lớp Bali 2 vào lúc 19:30. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ con kính chúc sư giữ được sức khỏe và chúc sư ngủ ngon ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Rồi xin mời lớp nghỉ ha. Con cảm ơn sư.